Rồi, tiếp tục hôm nay xin chia sẻ hướng dẫn các em về ngữ pháp của bài số 36 nha. Đây là một bài cũng rất là quan trọng nha, các em hãy cố gắng chú ý lắng nghe nhé. Rồi, về bài số 36 chúng ta có một số câu chữ ngữ pháp như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ về điều lý, tức là để, bây giờ để, bây giờ tiếp theo là chúng ta học điều lý nadimasu. Cái này thì chính là mở rộng ra của cái cấu trúc mà nó là một dạng mở rộng ra của cấu trúc của bài số 19 nhé. Tính từ danh từ lý nadimasu đấy, hôm nay chúng ta học điều lý nadimasu. Rồi tiếp theo chúng ta học điều lý shimasu. Bài này chúng ta có ba cấu trúc chính nhé. Lưu ý điều lý sử dụng rất nhiều trong văn nói nên các em lưu ý được chưa? Đấy. Rồi cấu trúc số 1, chúng ta có V1 nhé. V1 đúng không? V1 mình đã chia ở dạng V đựng hoặc là V nai. Bây giờ điều lý và động từ động từ số 2. Rồi, xem nào. Để làm sao đó để đạt được cái mục đích để, trước điều lý là một cái mục đích bây giờ, và với hai chính là cái động từ đúng không, chính là một cái động từ ý chí để chúng ta làm sao để thực hiện để đạt được cái mục đích này, được chưa? Để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn đấy, chúng ta thường hay nghe từ đấy đúng không, thì thủ đoạn của chúng ta ở đây chính là cái đề hai, được chưa? Xem nào. Rồi cách dùng số 1, diễn tả rằng để đạt được một cái mục đích ở bên một thì làm cái hai, tức là với hai mệnh đề chính và là mệnh đề có chủ ý, lưu ý gì nhé, có chủ ý thì chưa đấy. Rồi chú ý V đựng trong câu là những động từ không bao hàm chủ ý, như V đựng, V này, V đựng để chờ, V đựng tức là cái V một kìa, được chưa? Bản thân V này thì nó không bao hàm chủ ý thì C không nói nữa, đây là nói cái V đựng đâu không bao hàm chủ ý, cụ thể nó là động từ thể khả năng còn tự động từ, yes, nhé. Động từ thể khả năng chúng ta học bài số 27 và tự động từ chúng ta học ở bài số 29 đúng không? Đấy, rồi chúng ta ví dụ. Rồi, およげる ように毎日練習しています。Cái mục đích của chúng ta đây, mục đích chúng ta およげます tức là để mà làm sao およぎます tức là bơi đúng không? Đây là có chủ ý. Còn およげます tức là khả năng có thể bơi không? Cái này không có chủ ý nhé, lưu ý. Được chưa? Thì là để mà làm sao có thể bơi được thì hàng ngày tôi luyện tập. Yes, luyện tập đây là có chủ ý nhé, có chủ ý để chờ để mà bơi được thì hàng ngày tôi luyện tập. Rồi tiếp xin bưng ra yomeru yoni để làm sao để đọc được báo Nhật đúng không, kanji o benkyou shimasu thì tôi bắt đầu học chữ Hán, để đạt được mục đích là chúng ta đọc được báo đúng không, thì chúng ta bắt buộc phải học chữ Hán, được chưa? Đấy là chúng ta thực hiện hành động để đạt được cái mục đích này, được chưa? Đấy. Rồi chữ gì Byouki ga naoru youni kusuri o nomimasu, đúng không? Naoru, naoshimasu là đúng không? Tha động từ đúng không? Còn naorimasu là tự động từ tức là khỏi bệnh, thì chưa? Và cái điều khỏi, thì nhé. Tức là để mà làm sao? Để mà khỏi ốm đúng không? Thì tôi phải uống thuốc, thì sẽ đấy, thuốc. Đấy, rồi chữ gì? Chiai ni derareru youni, manichi renshu shitemasu. Để mà làm sao? Để có thể tham dự, để có thể tham gia thi đấu đúng không, thì tôi luyện tập hàng ngày, yes, đấy. Rồi thứ gì wasurenai youni techo ni memo shimasu, để mà không bị quên đúng không, thì tôi ghi chép vào sổ tay, tôi ghi chép cẩn thận vào trong sổ tay đúng không, lúc nào chúng ta giả sử quên đúng không thì chúng ta dở ra chúng ta xem lại thì sẽ là không quên nữa. Rồi ghi sổ. Rồi tiếp chúng ta sang cấu trúc số 2.1, tức là về được yếu lý là để mà sự trở nên, khi trở nên trở thành, cái cách dùng biểu thị sự biến đổi của trạng thái từ không thể thành có thể, lưu ý xin xin nhé, trước kia không thể nhưng bây giờ thì có thể rồi, yes, nhé. Đấy, rồi chú ý nhé, thường thường dùng với động từ thì khả năng thay đổi về một cái khả năng nào đó đúng không, chẳng như trước kia tôi không bơi được, giờ bơi được rồi, hàng ngày luyện tập đúng không, nó là cái kết quả của chúng ta luyện tập, được chưa? Rồi đối với trường hợp mà trạng thái đã biến đổi xong đúng không, hoàn thành thì cũng sẽ ở dạng Veru Yomi Narimashita đúng không, trước khi không bơi được giờ bơi xong rồi, ok bơi được rồi, để cho bơi được rồi thì Narimashita bơi được rồi. Tôi ví dụ Manichi Renshu Sureba Oyogeru Yomi Narimashita, giờ xem nào, nếu hàng ngày luyện tập thì có thể bơi được đấy, được chưa? Nếu hàng ngày luyện tập đúng không? Đây là một chất xúc tác. Ok, đây là chất xúc tác. Đúng không? Chúng ta đã học bài số 35, được chưa? Rồi. Oyoge được yoni nanimasu. Tại sao chỗ này nanimasu mà không phải nanimasu?
Thì tức là các em hiểu là câu này các bạn bạn cái bạn này cái người nói này cái người mà bơi được này, người ta đã bơi được chưa? Là chưa nhé, bây giờ bắt đầu mới luyện tập thôi, bây giờ được được khuyên mà, được khuyên để luyện tập. Được khuyên để luyện tập, nếu mà đúng không, cố gắng luyện tập thì hàng ngày, nhưng mà chắc là chỉ sau vài ba ngày nữa là bơi được đấy, đúng không? Yes, đấy. Rồi tiếp,息子は自転車に乗れる乗れるようになりました。Đấy, tức là con trai tôi thì làm sao? Con trai tôi đã có thể tự đi xe đạp được rồi. Yes, nhé. Tự đi xe đạp được rồi. Tức là nô đê được yếu lý là mà. Tức là hôm tuần trước thì chưa thể đi được đâu, còn ngã sấp mặt à. Đúng không? Đúng không? Còn ngã sấp mặt ra luôn. Đúng không? Nhưng mà hôm nay thì thấy tự đi được rồi, đúng không? Tức là trạng thái nó đã biến đổi xong rồi. Nó đi được rồi. Yes, nhé. Rồi ví dụ tiếp theo. Nihongo Shimbun ga yomeru yō ni narimashita. Tôi đã có thể đọc được báo Nhật được rồi. Đúng, ngày trước cách đây độ khoảng 3 4 năm đúng không? Cách đây khoảng 3 4 năm. 3 4 năm mới tập thành học Hiragana, Katakana đúng không? Nhìn báo Nhật cũng kiểu như nhìn thấy bí kíp võ công đúng không? Ở trên đảo hiệp khách vậy, chả biết thế nào đúng không? Nhưng mà nó sau 3 năm đúng không? Sau 3 năm luyện tập thì bây giờ có thể đọc được rồi. Được rồi nhé. Hey, rồi. メガネをかければ、新聞に書いてある字が、見えるようになります。ね。Tức là nếu mà đeo kính thì có thể đọc được cái chữ mà chúng ta viết ở trên báo đấy. À, mà người ta viết trên báo đấy. Cái chữ hơi nhỏ đúng không? Nên là già rồi đúng không? Tay run rồi, mắt kém rồi. Yes, né. Nên là báo chúng ta phải đeo kính. Đấy. Rồi, chưa kịp. 20歳になりましたから、お酒が、飲めるようになりました。Vì là làm sao? Vì đã đủ 20 tuổi rồi nên tôi đã có thể uống được rượu. Yes, vì đủ 20 tuổi nên là đã có thể uống được rượu. Biến đổi từ không được phép uống rượu sang được phép uống rượu. Yes, được chưa? Và đủ 20 tuổi thì kéo theo đấy là được phép uống rượu. Yes, đấy. Rồi. Cấu trúc 2.2 con phần 2 chúng ta động từ chia thể này. Chia thể này. Như là vina cực nanimasu. Vina cực nanimasu. Hãy y bỏ y thay cực việc cũng là trở nên không làm sao rồi. Cách dùng biểu thị sự biến đổi của trạng thái từ có thể thành không thể. Cái mẫu cấu trúc này nó ngược lại cấu trúc trên. Cái trên thì cái vừa rồi 2.1 thì làm sao? Từ không thể thành có thể thì cái này là từ có thể thành không thể. Yes, hãy tôi chú ý thường sử dụng với động từ thể khả năng. Lưu ý cái gì này? Được chưa? Hôm nay chúng ta học liên quan động từ thể khả năng rất là nhiều. Được chưa? Nên các em trước khi học bài này các em cũng nên ôn tập lại. Nếu bài 27 đúng không? Đấy. Rồi tiếp. Đối với trường hợp trạng thái đã biết được xong lần này thì cũng sẽ là dạng vina cực này mà xả. Em lưu ý nhé. Được chưa? Rồi. Mai chi đến siêu sư đi bà. Đến siêu sư na kể đề bà. Đấy. Cô mẹ. Mai chi đến siêu sư na kể đề bà. Tức là nếu mà làm sao hàng ngày mà không chăm chỉ luyện tập đúng không? Đến kỹ năng cực này mà siêu. Đấy. Tức là làm sao nếu hàng ngày mà không luyện tập thì sẽ không làm được nữa đâu. Đấy. Cái việc bơi cũng thế thôi. Chả như sensei trước thì hồi còn bé nó hay nghịch lắm, hay xuống ao bơi lắm. Nhưng mà từ lúc chúng ta bắt đầu ra sâu, từ lúc tự lập đến giờ, đúng không? Chả bao giờ có chả có thời gian mà đi bơi lội các thứ, nên là chắc là ném xuống nước mất chắc chỉ nghỉ. Này, tức là nếu như mà sensei không luyện tập nữa thì không thể bơi được nữa, như thế thì có thể là không thể bơi nữa đâu. Hay, như nhé, tức là từ có thể thành không thể, trước có thể, bây giờ không thể. Được chưa? Hay, rồi. Hà gã quá đức cử na đời tổ cá tay mô nô gã này là răng đúng không? Quá đức cử na đời tổ. Tức là nếu như mà làm sao răng, tình trạng răng nó xấu, nó kém đi đúng không? Thì làm sao? Cá tay mô nô tức là cái đồ cứng đúng không? Thì là cá mê na cử na là sự. Nhưng hay mà răng không tốt thì không thể nhai được đồ cứng nữa đúng không? Thì trước kia răng bình thường đúng không? Hàng ngày chịu khó đánh răng đúng không? Đồ cứng không vấn đề gì đúng không? Nhưng bây giờ răng kém rồi. Nên giờ răng kém rồi nên là chả làm sao chả nhai đủ cứng nữa đâu như thế hãy chưa bị toshi o torimashita kara đúng không nhé làm sao vì là làm sao đã được nhiều tuổi đúng không chi sai gì đã yomi đã cử này vì đã có tuổi thế nên là không thể đọc chữ nhỏ được nữa cái chữ nhỏ ở trên báo như thế hãy chưa bị futorimashita kara この服が、着られなくなりました。ね。Tức là vì đã tăng cân thế nên là không thể mặc được bộ quần áo này nữa. Đúng không? Tăng cân rồi là bụng to rồi bụng bia rồi đúng không? Thì
không thể mặc được quần áo này nữa đúng không? Bây giờ phải làm sao giảm cân thôi. Đấy, rồi. Semaheya ni hikoshi shimashita kara ogi kagu ga okenaku narimashita. Tức là vì đã chuyển từ căn phòng hẹp hơn, thế nên là không thể đặt đồ gia dụng lớn được nữa. Ở căn phòng trước kia của chúng ta đúng không? Thì làm sao? Thì đặt được các đồ to chẳng, một cái tủ dài 5 mét chẳng hạn này, có cả nhà ba người dùng thoải mái. Nhưng bây giờ cái phòng nó chỉ độ khoảng 12 mét vuông thôi đúng không? Thì làm sao mà đặt được nữa? Thế là thôi. Thì chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sang cấu trúc số 3, cấu trúc cuối cùng là Ebedu là Vedayoni Shimasu. Đấy. Tức là cố gắng làm cái gì để thì sẽ hoặc cố gắng không làm cái gì đó đấy. Rồi cách dùng diễn tả dự định làm hoặc là không làm một việc nào đó thường là nhấn mạnh sự cố gắng để đạt được sự thay đổi, tức là thường là theo hướng tốt lên. Bất câu này nhớ là sử dụng theo hướng tốt lên, đừng cái dùng cái này để nói ai là cố gắng làm người xấu đi, đừng nói thế nhé. Nhớ là nhấn mạnh sự cố gắng chứ không phải nhấn mạnh hành động. Người ta cố gắng làm ra làm cái gì đó. Rồi, ví dụ Asta kara gojian ni okiru yo ni shimasu, tức là từ ngày mai tôi sẽ cố gắng thức dậy lúc 5 rưỡi nhé, tốt lên mà, tốt lên thức dậy lúc 5 rưỡi tập thể dục ăn sáng xong các thứ đúng không, làm cốc cà phê đi làm đúng không, rất là tốt cho cơ thể. Đấy. Tiếp imakara, imakara đúng không? Bây giờ quyết định tabako suwanai yo ni shimasu, tức là từ bây giờ làm sao tôi cố gắng không hút thuốc nữa. Đấy, cố gắng không hút thuốc nữa. Rồi, chú ý xem xem. Mỗi câu này diễn mỗi câu để mà diễn tả sự cố gắng thực hiện một việc nào đó theo cách đều đặn thì chúng ta dùng yoni shite imasu. Nha. Cái gì hàng ngày chúng ta đang cố gắng duy trì nó thì chúng ta thay đổi shimasu thành shite imasu. Yes ne. Đang cố gắng làm sao? Ví dụ dekiru dake kokusai news wo miru yoni shite imasu. Tức là tôi cố gắng duy trì việc xem tin tức quốc tế hàng ngày. Thì cho xem tin tức quốc tế rất là tốt. Yes ne. Tôi chưa đi. Manichi sports wo suru yoni shite imasu. Đúng không? Hàng ngày thì làm sao? Hàng ngày thì làm sao? Hàng ngày thì cố gắng duy trì cái việc làm sao? Chơi thể thao đều đặn. Yes ne. Rồi, tiếp tục. Manichi elevator ni norare norai yoni shite imasu. Hàng ngày thì làm sao? Tôi cố gắng không đi thang máy. Nhưng đương nhiên rồi, tầng 2, tầng 3 thì thôi không phải đi thang máy nữa, chúng ta đi thang bộ cho nó khỏe chân đúng không? Nhưng mà tầng 6, tầng 7, tầng mười mấy thì thôi. CC sẽ chọn thang máy, CC yêu thang máy để chẳng. Đấy. Rồi. Tiếp chúng ta sang phần cuối cùng do mở rộng ra của phần Yoni Shimasu thì tức là Yoni Shite Imasu. Shite Kudasai, xin lỗi, bây giờ Yoni Shite Kudasai, tức là hãy cố gắng, tức là cái này đã hãy rồi thì đương nhiên là nói người khác, khuyên nhủ người ta dùng để yêu cầu ai đó cố gắng được những điều nào đó hoặc là khuyên nhủ, cách dùng số 1 để chẳng hãy rồi. Ví dụ nó sẽ nào, mai asa 5 giờ ni okiru yoni shite kudasai yo ne. Hãy hàng ngày thì hãy cố gắng thức dậy lúc 5 rưỡi đi đúng không, nếu cậu nghĩ ngày nào 10 giờ 11 giờ đúng không, thế bây giờ gọi là sáng cố gắng dậy 5 rưỡi vào nhé, là yêu cầu hàng ngày luôn, được chưa? Chứ không phải ngay tại lúc đó. Đấy. Rồi trước khi tabaco suwanai yoni shite kudasai nhé, uchi ni kodomo ga imasu kara chẳng hạn nhé, đừng có hút thuốc nữa, được chưa? Nhà có trẻ con đấy, đừng hút thuốc nữa. Xong rồi đấy, đấy trước khi dekiru dake yasai wo taberu yoni shite kudasai, trong người xanh xao lắm đúng không, để ăn rau đúng không, hãy tức là cố gắng ăn rau đi nhá, được chưa? Nó khuyên nhủ rất là nhẹ nhàng, lịch sự, rất là lịch sự nhá, được chưa? Hãy rồi Mainichi sports wo suru yoni shite kudasai nhé, tức là hàng ngày hãy cố gắng chơi thể thao nhé, được chưa? Yes đấy. Rồi và chú ý xem xem nhé, không dùng mẫu câu này trong thời trong trường hợp sai khiến nhờ mà được thực hiện ngay tại thời điểm nói. Yes đấy. Chạm xem ví dụ sumimasen sono ball pen wo toru yoni shite kudasai. Yes ne. Thế làm sao? Xin lỗi, hãy lấy cho tôi cái bút bi đó. Câu này đa mẹ. Được chưa? Ngay tại thời điểm nói chúng ta không dùng được thì chúng ta dùng sumimasen sono ball pen wo tote kudasai. Ok.
lại dùng cái đấy thì được. Đấy, rồi, thế là chúng ta kết thúc bài 36. Ijo desu. Otsukaresama deshita. Đấy, rồi, chúc em một ngày tốt lành.